Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị địa phương và các khối tập trung đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các phong trào thi đua ở các cơ quan đơn vị đã gắn kết với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên đã có sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Tiêu biểu như phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đã huy động được nhiều nguồn lực thực hiện các tiêu chí thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội. Các hoạt động thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất hiệu quả, được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt, trở thành nguồn khích lệ, cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhằm hoàn thành công tác, nhiệm vụ chính trị từ đầu năm đến nay đã có trên 3.000 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh được khen thưởng. Nhiều tập thể cá nhân cũng đã được đề nghị tặng cờ thi đua bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.